Đây mấy cái đồ này thì hãy đến luôn đi. Ôi thôi xong anh lên rồi. Hai đậu xanh đang định đến anh em. Đang định đến mất xấu tinh hồng bảo thật. Trời đất ơi, trời ơi khổ vãi nồi. Không đổi được, đấy mình không đổi, đổi chút tiếp. Ra anh tính là thêm tiền gì đâu. Cái dây thủy mà kháng tầm 15 đến 18 anh mua ngay. Hẹn gì? Hẹn cũng sao gặp được. Hôm nay mày đừng dặn bà là nấu ăn sáng nữa. Thân tháp bao nhiêu điểm anh? 53 rồi, hôm nay bà vào. Hôm nay em đi ngủ sớm, thì bà đừng nấu nữa. Không ngủ sớm hay muộn thì không biết, nhưng mà cứ đừng bảo là bạn cũng không lại phải thức đợi. À, nãy ngu người nè. Ngu người rất đôi giày. Sức mạnh anh tăng bao nhiêu ạ? Nãy ngu người làm rất đôi giày ra, giờ phải lên đạo lại, mất xấu tinh hồng rồi nè, thấy không? Khổ. Nãy làm lỡ tay rất đôi giày ra nè. Khả tăng 100 sinh khí, ui máu 21. 21 luôn rồi. Tăng hơi bị căng nha. 100. Rồi tăng hết bốn con cầm mấy không được 21 nữa. Vừa dọn 5k. Em hết thông pháp mà. Mấy con thấp quá. Ôi. Một tay 5k2. Phải phải quyền rồi. Cả chính là cắn thêm cái này nữa đi, là anh cầm đấy đi đánh vào xe là bung đấy. Cắn thêm cái này nữa là 2k1 này. Anh Khải ạ. À? Anh phải chịu cái dân choáng giống như cái dân của anh Kép á, anh ngồi anh Kép luôn. Ừ. Nhắn có 1 vòng thôi hả? Ừ. Ông Kép ông đang ở đây thế. Ủa cái gì đó, cái gì đó, cái gì đó. Nhắn này là con nhắn của tình. Của Khải bán ra. Nhắn của Khải bán đó, bán lại đó. Không 30 đó. Mà tính ra 30 nữa là thành là 70 rồi. Ê anh Kép đấy, anh sắt được Kép đi. Hồi trước là anh mang trên người anh là 60 lận, nhưng mà chừng anh mang phòng thủ á nên anh bỏ bớt mất. Mình live stream mà mình phải build tổng kim chứ. Ừ. Tổng kim chứ còn liên đấu đánh bao nhiêu đâu. Liên đấu đánh thì vui vui đâu thắng được, đường môn tụ vãi, liên đấu nó chán. Chính xác anh bao nhiêu rồi Vũ? Ôi, lực tay 5k2. Máu K9 nè, ổn trời. Kiểu này. Anh giảm xuống, anh giảm xuống K7. Giảm xuống 5k1 đây. Năm lên coi 5k1 được mấy được bao nhiêu? Ờ 5k1 được tay là mốc rồi quên. 5k1 rồi. 4k9 là mốc, 5k1. 4k9 5k1 à. 5k6 thì mới là đúng mốc cầm tiên hoa mạng vũ tiên hoa. Tiên hoa. Cái gì vậy? Tiên hoa của bạn tiên. Ờ tiên hoa lọ tiên hoa. Em 5k6. Mà mình không lên được, mình giảm xuống 51 thôi. Cây càng to, bà con giảm. Đã ăn 2-3 ca. Ui, nhiều quá. Anh Khải đá được mà. Đang trên đảo. Anh Khải đá được đâu. Anh Khải đá được. Quên đấy, bắt con Colon đi, Colon eo đâu rồi đấy. Lâu rồi, lâu rồi. Cầm đi bùa cho anh em đi. Hạ xuống. Nào cũng được. Hạ xuống đấy hả, cái quyền cho anh sao được. Chỉ quyền mới đưa trường lão được. Ngon vậy đi. Áo đẹp với em số tính ạ. À. Áo đẹp với số tính ạ. À. Nguyên, nếu mà muốn lực tay đúng lực tay 5k1 à, là lực tay là đạp bên trong ngòi luôn đúng không? Em đã đi bắt đâu anh em. Nếu mà anh đúng lực tay đúng 5k1 thì máu anh được 2k3, nếu mà có cái 200 kia là 2k3 đó Nguyên. Đẹp. Cộng này là 2k3 này. Phản đội 3 mất tiền vạn, phản đội 3 làm gì? Còn không có là còn 2k1 á. Là đẹp. Ok. Alo. Chủ ông Thiện ơi, ông Bin. À anh Thiện ơi. 2k1 anh cứ tính 2k1, bây giờ anh đi cùng Ami là khoảng 3k, hơn 3k. Đúng rồi, hơn 3k. 500 vào cái gần 4k. Nghe bộ. Thiện ơi, 500 nữa gần 5k máu rồi. Ừ. Dạ thì giờ được rồi đúng không? Em lấy cái nhẫn 30 á. Gì? Em lấy cái nhẫn 30 rồi nhau đó là vào góc anh nhảy vào góc anh 3 điểm như mấy. Ừ, vào góc đánh hay vãi. Chờ lộc của anh Thiện mà mẹ giờ lay chưa ngủ, chưa được thấy động tĩnh gì. Còn nói đâu chứ, thấy có mấy tu em vào góc không? Em vào góc mình em đứng đấy mà em đúng đẹp luôn, nó không nổi luôn. Nó đổ sáng hả bộ? Em vô góc rồi, bắt đầu em nhắn.
Rồi mình nhìn tránh mấy ông đấy ra anh cãi. Không phải là mình đứng góc kém hơn mà là vì đứng cùng với mấy ông đấy thì khác kéo với nhau. Hai thằng đứng nhìn nhau vơ máu thôi. Rồi. Có đánh được nhau đâu. Chung học hỏi kinh nghiệm thì mới ra đánh với ngọn thay đánh sướng quá. Thôi anh em ơi, đặt ma lực chính xác 2k được không? Có nó hay giảm luôn á. Ờ được được rồi, mọi người đi đi đi. Nhiều hả? Mà đặt ma nhiều nó tầm vĩ mô quá rồi cãi ạ. Ừ. Là cầm gác đấy nó là vô địch châu kim mà. Hôm trước đánh thì đánh người tốt. Ừ. Giờ mà em bảo tăng năm lên 5k mốt lực tay này chắc sấy chắc càng nhanh nữa. Gặp thầy tâm lý. À thiếu tăng sức mạnh. Rồi xem tí nữa toàn rồi. Đúng rồi, thiếu tăng sức mạnh. Xem tới người to nữa. Nói chặt trên điện thoại này bảo là bây giờ em đi only top. Nói chặt là only top. Một ai. Đúng rồi, thiếu tăng sức mạnh hơn. Tới nữa đang dạo dạo trên trên. Thôi anh nha, em đi vẫn only top anh ạ. 2001. Đẹp. Thấy hồi cả tháng này em còn luôn top. Ở LED nó mới chơi anh thấy nó hay rồi. Đúng rồi, giá hay rồi mà. OLED, OLED đánh thế là quá hay. Chứ đâu phải là dỡ được. Một ơi. Ủa cái này mình có rồi. Quyền không thả bom bi lên xe đó. Có mà nhưng mà xe đang PK10 thả cái đéo gì. Nên để nó tự sát rồi. Nhưng mà nó sẽ thành. Nó bung PK10 chưa? Đã sợ ứng mấy cục rồi. Nó phải bung hết. Dũng đừng thằng Nhật Dũng đứng thành rồi. Bọn nó biết rồi. Bây giờ tầm bọn này bọn này. Bọn này cho lên. Ban đêm nó không có đâu. Nó chỉ hẹn giờ lên thôi. Hẹn giờ. Mà mấy giờ lại lên một lần ấy, mấy giờ lên một lần. Tầm này tuổi đâu mà dám lên trên. Tăng sức mạnh bao nhiêu lét rồi, anh tăng 5 điểm sức mạnh. Hồi nãy nó lên thấy mình đủ á, mình chạy auto phù. Tiến trưởng tăng sức mạnh nha, khỏe lắm. Em lên nãy em xem clip của OLED nó đi tông kim mà. OLED nó bị cay cú ở cái đoạn đường môn dí hai vòng đấy. Mà cái đoạn đấy thì ra mà có hay không thế mà. Mà nó bị tức cái mà mình thua là không nói. Nhưng nhiều quá, thì mình stream đến cả mấy năm rồi. Cái cảm giác ấy nhiều. Ví dụ như cái này, cũng chưa gặp cảm giác này. Chưa bao giờ gặp. Sao, dù cảm giác sao? Nó còn bị thằng nào nó dí đó. Bị bang khác hay là bất cứ thằng nào nó dí mình. Nếu cứ gặp mình đánh được đây thì anh em Quyền nó, thằng Quyền nó còn bị cừu sát cơ. Cừu sát trong không đánh cả cừu sát. Vẫn lên số 1 đánh nó sướng. Bên server mình đâu cừu sát được. Từ cái ngày em bị cừu sát bá lai nhiều quá, anh hoàng quá. Đúng rồi, trong tấm kia mà nó thấy khó, đâu cừu sát được đâu. Phải tự dưng đâu. Cùng phe cừu sát đúng không? Cùng phe cừu sát, cùng phe tống đó. Nhưng mà server này tách rồi, server này tách cái đàn đó rồi. Giờ bạn nghĩ đi, bạn chơi Thúy Yên đúng không? Nó cầm quân vô đang, nó đi theo sau bạn. Cứ theo sau cửu sát miết, cùng phe là đâu chăn được. Em chơi đường môn, nó chỉ cầm quân Thiếu Lâm Nghi đằng sau. Nó không cần phải làm gì đâu, bắn sinh khí, nó đứng đằng sau. Thế bây giờ auto thì nó chắc chắn là anh thằng gần nhất rồi. Làm ra chẳng con kia mình mắc vui. Sao thành ra mình không ăn được, thấy đó. Vô đang thì nó cầm mắc, đường môn nó cửu sát. Ai đường môn auto sát lực phiên. Cái gì cần vậy ạ? Nó còn chó như thế cơ mà. Tập lý đánh. Chứ còn thua thì không nói. Thua thì rõ ràng là thua rồi. Làm ra được 201. Tôi dắt tôi rồi đây ông Mô Lết ạ. Dắt nữa. Hôm nay là ông gã lắm đấy. Tôi mới cố gắng cho đánh một kim để hết lợi đi. Nó Bậy. Không nhưng mà ác anh Khải nó khỏe quá, bạn anh luôn. Anh ngầm mộ. Ôi. Sát bên S3 giờ lại một điều chuyện. Sát bên Là sao? Anh em không chớ. Xe hả trốn đâu hết. Em sao rồi, đợi em tẩy á. Đợi đổi tên. Ma tăng hàng lông mày. Nói tao đổ tăng lá cả không? Tao. Rồi ok, xuống đảo rồi. 5-1 đường Tây. Bây giờ phải biết được chỗ bãi nào. Rắc cái đàn đi đâu.
Rồi, ok mày. Đi mút cho anh em ơi. Chùa đang trên bãi này.